Bà ơi, tắm xong mát không? Cho mượn cái tay coi. Cái tay đâu rồi? Tay đâu? Tay con đâu? Không thèm đưa tay luôn. Tay đâu? Tay đâu? Mượn cái tay coi. Cho mượn cái tay không? Tắm cho mát mà làm gì giận hờn hả? Hả? Coi tắm mát mà cái mặt gì kìa. Giờ muốn sao? Muốn gì đây? Muốn gì đây? Cho mình mượn cái tay con ơi. Cái tay đâu? Cái tay dễ thương đâu rồi? Tay đâu? Bắt tay cái đi thương nè. Lẹ. Bắt tay cái thương nè. Mượn tay coi. Lại đây bình thường. Đây là đây bình thường. Đây là đây không? Tay. Tay. Tay, tay đâu? Trời miễn cưỡng quá vậy. Miễn cưỡng quá vậy. Đưa tay miễn cưỡng quá.